Vụ việc bị phát hiện vào khoảng 12 giờ 30 phút tại bến xe Mỹ Đình. Trong quá trình trinh sát, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện 5 bao tải rắn hổ mang chúa được chở trên xe taxi mang biển kiểm soát 30K0215. Tổng trọng lượng số động vật hoang dã bị bắt giữ là hơn 1 tạ. Lái xe là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1980, trú tại Tam Phú, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tại cơ quan điều tra, lái xe khai nhận đã vận chuyển các cá thể rắn hổ mang chúa cho một chủ hàng chưa rõ danh tính để đi tiêu thụ. Khi chở hàng đến bến xe Mỹ Đình thì bị bắt giữ. Rắn hổ mang chúa hay còn gọi là rắn hổ mây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm 1B trong danh mục các loài động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm, cần được bảo vệ. Việc vận chuyển tiêu thụ trái phép rắn hổ mang chúa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.